Theo như các chuyên gia, giá điện ở Séc sẽ còn tiếp tục tăng lên và hơn 1 triệu hộ gia đình sẽ có thể trở nên nghèo hơn vì năng lượng. Theo những ước tính, người dân Séc sẽ phải đối mặt với mức giá kỷ lục trong những tháng tới. Cảnh thanh toán tiền điện đang là nỗi kinh hoàng đối với nhiều hộ gia đình. Nhưng theo các chuyên gia, đây chưa phải là dấu chấm hết. Nếu nhà nước không giúp đỡ, 1 MW giờ điện sẽ có thể tăng gấp đôi. Công ty Centropo Energy tính rằng trong nửa năm tới, một hộ gia đình sống trong căn hộ chung cư sẽ trả nhiều hơn khoảng 12.000 korun so với năm 2021. Tổng cộng họ sẽ phải trả trung bình hơn 23.000 korun. Còn nếu hộ gia đình sống ở trong một ngôi nhà sử dụng điện để sưởi ấm với mức tiêu thụ là 12,5 MW trên một giờ, họ sẽ phải trả tổng cộng là hơn 95.500 korun, tăng gần 60.000 korun. Theo như các chuyên gia, tình trạng nghèo vì năng lượng sẽ bị ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình tại Séc. Đối với điện, Séc có thể tự cung cấp, thậm chí xuất khẩu một ít. Nhưng trong cuộc chiến ở Ukraine, do ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt và dầu mỏ cho châu Âu, khí đốt tự nhiên đang trở nên đắt đỏ hơn và điều này cũng ảnh hưởng đến giá điện ở Cộng hòa Séc.